Các bạn ờ, ở đây khi mà đang nhập dữ liệu á, thì tôi thấy á, có một số cái vấn đề nó xuất hiện thì tôi muốn chỉ cho các bạn luôn. ha Một số vấn đề xuất hiện mới. À, thì Thứ nhất á, là cái ngày bán hồi nãy, hồi cái video trước á, là tôi đã chỉ cho các bạn cách format nó rồi đúng không? Rồi, ở thằng này á, tại sao mình format nó cũng không có ra gì đâu? Tại vì á, mình nhập là ngày 15 tháng 1 thì nó không phải là ngày tháng 5. Nếu mà nó là ngày tháng 5 thì nó sẽ hiểu là... À, đúng không? tôi tôi nói cái vấn đề này ha là à, nếu mà nó là ngày tháng năm á, là nó sẽ được hiển thị ra kiểu như thế này, ok ha, rồi thôi tới đây thì thì tôi tôi sẽ nói bạn cái chỗ này là mình nhập sai rồi, mình phải nhập là một xịt mười lăm nó mới đúng ha, mình nhập là không một xịt mười lăm, xịt hai không mười sáu nó mới đúng ha, đó đó, thì cái ô trên này á là mình format kiểu gì các bạn? format đó ở dưới này những cái ô dưới này nó là format dạng custom custom là dd minh minh di còn thằng này á, hồi nãy á, ở cái video trước á, tôi không có chọn cái ô này để tôi custom format nó cho nên nó sẽ hiện cái hiệu cái kiểu là date và date này của nó là dạng là d sĩ minh di di ok ha thôi bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn cách mà các bạn format nguyên cái đám này theo một cái duy nhất à, là cái mình đã format uh, mình đã cài đặt là dd minh minh di di đó thì những cái ô nào ví dụ như những cái ô này là đã cài đặt sẵn đây nè tôi sẽ vô đây, tôi sẽ format bender, tôi nhấp vô đây ha, tôi chọn cái ô đó và tôi nhấp format bender, tức là nó làm gì đây các bạn, format bender nghĩa là cái ben, ben là cái thùng sơn, cái 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 cọ, cái sơn á, cái cọ đó, à, thì đây nè, cái điều này khi mà tôi chọn ô này tôi nhấp format bender nó có nghĩa là nó sẽ copy toàn bộ format của cái cái ô này, rồi sau đó đó À, nó sẽ hiện ra dấu cộng và cái enter này nè cái cái chuột của tôi nè bạn để chuột tôi ha và tôi sẽ khói nguyên cái đám này lại à, khi mà khói lại tôi thả con chuột ra là tôi nhấp chuột và tôi đè tôi kéo xuống dưới ha tôi thả con chuột ra thì bạn thấy gì toàn bộ những cái ô tôi đã chọn thì nó sẽ cùng cái kiểu format với cái ô mà tôi tôi chọn từ đầu ok chưa bạn hiểu cái format enter là gì không nó là mình sẽ copy cái format của nó, mình không copy cái value mà mình chỉ copy cái cái format của nó thôi. Rồi sau đó là mình khối cái đám này lại để làm chi? Để mình chọn mình muốn là nguyên cái đám mà mình khối nè, nó là là gì? Là cùng kiểu format với cái thằng thằng này, thằng mình đã chọn lúc đầu. Ok chưa? Đó. Đó là tôi chỉ cho bạn cái cái tính năng format mentor đó. Nguyên đám này thì tôi delete ha. Rồi cái thằng này đầu tiên là 15 tháng 1. À, tất cả đều có chung format rồi

Ok ha, là ngày 30 tháng 12 2016 đó, nó sẽ hiển thị ra ngoài đây. Nhưng mà bản chất của nó là bạn thấy không? Bản chất của nó là gì? Mình nhập 1 xịn 2 xịn 2016 mà. Ok ha. Đó, nhưng mà nó hiểu đó là đây đó, 11 16 1 xịn 1 xịn 16. Rồi, gì nữa? 25 tháng 1, 1 25, 1 12, 1 19. Rồi, 1 xịn 25 à, uh, 16. Đúng không? 125 1 12, 1 19, 1 12, xịn 16, và 1 xịt 19 xịt 16 thì nó sẽ hiển thị ra đúng cái kiểu ngày của nó ok ha rồi 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 cái vấn đề kế tiếp á, mà tôi tôi đang làm tôi thấy xuất hiện đó là cái chỗ này ở đôi khi bạn không có biết phòng mát cái kiểu mà đơn giá trên và loại một loại hai ở dưới à, thì đây đầu tiên á bạn cứ nhập cái bảng một là ngay bên dưới cái thằng này ha bảng một rồi mã hàng tên hàng đây mã hàng tên hàng rồi cái ô okay kế tiếp á bạn làm đơn giá à, đơn giá enter xuống ha rồi hai cái ok đó là hai ô này đơn giá này mình sẽ mạt sale nó lại nó mạt sale lại à, thì bạn thấy đơn giá này á à, thì cái mã hàng và tên hàng á, nó cũng mạt mạt cái đám này lại ha à, mạt sale này mạt sale này ok chưa các bạn thấy không mạt sale này mạt sale này bạn muốn ra giữa thì bạn canh giữa mấy này thôi rồi hai cái cột này hai cái cột này là cột gì đây cột lợi một và loại hai lợi không một một cái loại không hai rồi ok rồi, mấy kia tôi thấy nó bình thường ha. Bây giờ tôi tôi sẽ format mấy cái này. Mã hàng là BCGLGB. BC GL GB ha. Rồi, mấy cái này ok ha. Rồi, sau đó tôi sẽ khối nguyên cái đám này lại và tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ border cho nó. Ok, ha. các bạn thấy là quá là dễ đúng không? Quá là dễ. À, các bạn thấy lợi một cái cột lợi một bé hơn cột lợi hai. Lý do gì? Lý do là cột lợi hai nó nó liên quan tới thằng ngày tháng á à, mấy cái cột này mình chỉ có chỉnh ở trên cái cái thanh này thôi à, mình chỉnh cho bự ra ví dụ tên hàng thì mình cũng lát mình cũng xài cho nó lớn á cho nên mình cũng chỉnh cho nó bự ra ok ha rồi những cái còn lại tôi nghĩ bạn có thể nhập được à vậy video này tổng kết lại mình đã học được gì mình đã biết cách sử dụng format penter và kể cả ha kể cả trong bao boy và trong word nữa à, thì bạn sẽ có cái nút format penter này và bạn có thể ứng dụng cái cái đó nha rồi cái thứ hai đó um, là cái thằng này ha là thằng này ok ha là cái kiểu mà mình làm cái bảng ở chỗ này hai cái đó thôi tôi thấy là hai cái đó là các bạn có thể không biết á rồi thôi chào các bạn